Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở khóa màn hình khi bị quên các dòng Android. Mình làm mẫu cho các bạn nhưng mà lưu ý là những dòng Android dưới 5.0. Còn trên 5.0 thì nó có tài khoản Gmail thì các bạn nên lưu ý kỹ cái đấy. Khi các bạn làm thì các bạn sẽ bị dính tài khoản Gmail. Thì các bạn phải mang ra hiệu hoặc là mang đến trung tâm bảo hành của các hãng để các hãng sẽ xử lý cho các bạn. Bây giờ mình tắt chiếc điện thoại mình đi. Tắt đi. Sau đó mình ấn nút nguồn trên phía trên và nút volume phía dưới. Này. Chuyện này. Rồi, khi đã ra chiếc điện thoại rồi, chúng ta để im một tí. Thì chiếc điện thoại sẽ ra, chúng ta có Jport này, Factory Reset. Thì chúng ta sẽ vào Factory Reset và chúng ta ấn OK. Ấn nút nguồn, thì máy sẽ reset trở lại. Reset hết máy của mình đi, trở thành một cái chiếc máy hoàn toàn mới khi chúng mình mua chiếc máy mới đang xóa. Thì dòng em Samsung thì chúng ta sẽ bấm nút nguồn trên, nút nguồn và nút volume trên và ấn phím home như thế này, ấn phím home thì nó cũng ra một cái bảng, thì chúng ta vào chế độ recovery. Chúng ta dùng các phím điều hướng giảm âm lượng và tăng âm lượng để chúng ta điều hướng. Còn các bạn thích làm Samsung thì mình sẽ đưa cho các bạn các cái hướng dẫn ở phía sau, tiếp theo cái video này. Thì các bạn cứ xem hết video là thấy. Đây là ra màn hình chính. Chúng ta chọn như lại từ đầu rồi. Chọn tiếng Việt, like đi. Like rồi. Like. Ok. Thế chúng ta đã trở ra ngoài. Đây, chúng ta đã trở ra ngoài hoàn toàn như mới. Ok. Vâng, xin chúc quý vị các bạn cách tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiếc máy Samsung. Xin chào tất cả các bạn. Vâng, xin chào các bạn. Đây là chiếc điện thoại Samsung A5. Khi chúng ta phá mật khẩu của chiếc máy này thì chúng ta ấn nút home trên này, nút nguồn và nút home, chúng ta bắt đầu ấn cùng một lúc.
Đây là Android 7.0. Các bạn lưu ý, dùng phần mềm này thì các bạn lên Android 7.0 thì phá tài khoản Gmail rất khó. Nên chúng ta lưu ý không được reset như này. Nếu mà vào tài khoản Gmail thì các bạn cũng có cách, các bạn tìm dưới các video ở dưới mình đã chia sẻ cách phá các tài khoản Gmail. Khi vào chế độ như này thì chúng ta sẽ dùng phím điều hướng chuyển nó xuống dưới chú Jekyll đây, dưới đây thì các bạn ấn phím nguồn thì nó sẽ xóa sạch đi, nên mình cũng không muốn xóa chiếc máy này thì mình trở lại trên này thì mình ấn vào nút nguồn đấy, thế thôi. Vâng, xin chào các bạn. Điều quan trọng nhất là các bạn phải được vào, các bạn phải ấn phím làm sao để vào được cái chế độ Jekyll của mình để khôi phục cài đặt gốc hoặc là up ROM bằng thẻ nhớ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì đây chú này không bán đâu.